Thưa quý vị, cái video trước thì tôi đã kể quý vị và các bạn nghe là khi chúng tôi tham gia cái chiến dịch khu Quang Khẩu, tức là tiểu khu 12, thì hôm nay tôi xin phép được tiếp tục kể những ngày mà đơn vị chúng tôi tham gia đánh Phỉ ở tiểu khu 12. Thì thưa quý vị, là sau khi chúng tôi chốt ở trên trên đồi á, ở trong đó, thì nhiệm vụ của chúng tôi hôm đó tầm khoảng 3 giờ chiều, khoảng 3 giờ chiều thì tôi thấy tôi nghĩ lạ, trong người tôi nó run lắm. Chưa bao giờ tôi có cảm giác nó run như vậy. Nó run này rất là lạ. Nó run nó khác thường, nó là run ở trong trong ruột, trong gan nó run ra. Chứ bên ngoài người ta nhìn thì không bao giờ ai thấy thấy mình run cả. Nhưng có cái lạ kỳ là chứ run run ở trong bụng, ở trong trong bụng mình nó ra. Đấy. Tôi chưa đi ra vào hầm xong rồi đi ra ngoài đi vào. Tôi rất là lo. Và không biết tại sao mình lại run như thế này. Tôi lên chỗ hầm của đại đội trưởng. Thì thưa quý vị, là cái chốt của đơn vị chúng tôi á, là chốt trên cái quả đồi. Nói là đồi nhưng thật ra đó là một cái đồi trong rừng rừng rậm thôi. Đấy. Thì đại đội là cái hầm của đại đội là ở trên đỉnh, ở trên đỉnh. Sau đến lưng chừng đồi á là các hầm của các trung đội trưởng á. Sau đến xuống các cái viền ra bên dưới tiền đồi nữa, xuống dưới nữa thì các tiểu đội của chúng tôi là vây xung quanh. Đấy. Vây xung quanh. Thì tôi đi lên cái hầm của đại đội trưởng. Tôi xin nước tôi uống. Thì tôi còn nhớ lúc đó là anh Thân à. Anh Thân là đại đội phó. Anh còn lấy nước cho tôi uống. Thì sau đấy rồi, nhưng mà cái trong bụng tôi vẫn như run. Thì tôi xuống cái pha chỗ cái hầm của trung đội trưởng. Xin miếng đường khô để ăn xem có đỡ không. Rồi nói chuyện cho đỡ đỡ run đi. Nhưng vẫn không hết. Tôi vào trong hầm tôi nằm. Tôi nằm thì tôi mới liên tưởng bảo là liệu có cái điểm gì không, tôi sợ có cái điểm gì đấy nó không may mắn nó đến với tôi hoặc là đến với đơn vị tôi. Tự nhiên là trong người tôi cảm thấy như vậy, bắt đầu lo lắng. Thì lúc đấy tôi là đang là tiểu đội trưởng, thì tôi mới bắt đầu là với hình dung lại chỗ cái các cái công sự rồi các cái hầm hào chiến đấu của bộ đội, của đơn vị, của tiểu đội chúng tôi như thế nào, thì tôi cũng lo lắng. Thì tôi đi kiểm tra một cái hố gác cách cái hầm tiểu đội của chúng tôi á tầm khoảng 30 mét. Thì chúng tôi thấy cái anh Thá là người Nghệ An, anh người dân tộc Thái, thì anh đang gác và rất là chăm chú đấy. Thì thưa quý vị, là các cái hố gác mà ở trong chiến trường mà đào để mà phục Phỉ á, để đánh cái bọn Phỉ mà nó bò lên nó tiếp cận cái chốt của ta để nó bắn tỉa, thì cái hầm của chúng tôi đào là rất là bí mật. Thì đào lên đất hắt lên là không bao giờ hắt lên lên trên bờ đấy, mà đem đi chỗ khác đổ đi. Chứ mà có cái đất mới lên là Phỉ nó nhìn, nó thấy nó đứng đứng xa thì nó nhìn thấy cái đất mới. Cho chúng tôi là phải hắt ra ném rải rác ra khắp nơi đi. Và ngụy trang rất là kỹ, làm sao mà bộ đội ta xuống đi xuống chỗ vọng gác địch không phát hiện được, nhưng ta ở cái vọng gác nhìn ra phải thấy được địch. Là cách bố trí của anh em tôi vậy. Thì tiểu đội tôi thì bố trí ba ba cái hố gác, đào ba cái hố cá nhân đó. Làm sao người ta ngồi xuống cái hố đấy mà lòi mình cái đầu lên thôi. Đấy, lòi cái đầu lên. Rồi súng súng còn hai quả lựu đạn. Chúng tôi là lúc chúng tôi vào chiến gì thì được trang bị súng AK với mỗi người đâu tôi có trận tùy theo từng trận. Thì thông thường là khoảng 3 đến 4 quả lựu đạn cầu Việt Nam. Thì khi ngồi gác thì thông thường là phải cắt cái quả lựu đạn cầu của Việt Nam, mình phải cắt ra. Cắt cái vỏ vỏ nhựa. Xong lấy quả lựu đạn cầu ra rồi bẻ cái chốt an toàn nó thẳng ra, thì trong trường hợp mà thấy Phỉ là có thể là rút được chốt ngay, chứ còn không không mà lúc đấy Phỉ nó đến bắt đầu bẻ cái chốt ra là không kịp. Cho nên là thông thường anh em là bẻ cái chốt nó hơi căng thẳng ra, thì trong trường hợp cần thiết có thể là rút chốt được ngay, thì cái cách như vậy. Thế thì tôi đi xuống cái vòng gác của anh Thá thì thấy anh rất chăm chú, cũng rất là yên tâm. Tôi đi sang cái vòng gác thứ hai cũng vậy, vòng gác thứ ba cũng vậy, thế bốn canh gác như thế này rất là yên tâm, rất là an toàn, mà Phỉ có vào là bộ đội ta phát hiện được. Vì thưa quý vị, là trong chúng tôi là khi vào trong chiến dịch á, những ngày đầu đi á, là có thịt hộp ăn, 2-3 ngày đầu là có thịt hộp ăn, xong hết thì còn cơm với muối thôi, chứ còn không không muối mắm kem mà chứ còn không không có thịt hộp mà ăn. Nhưng khi ăn thịt hộp là không bao giờ chúng tôi vứt cái vỏ đi đâu, phải để cái vỏ thịt hộp lại để làm cái gì ạ? Tức là khi ngồi gác á, thì có một số các cái vị trí mà ta không bố trí các cái vọng gác được, thì dùng cái hộp thịt hộp này ta căng một cái dây hoặc là ta căng ta chặt cái cành cây ấy, ta dấp cái đường lại. Nếu ban đêm hoặc là bọn Phỉ nó đi vào nó đụng vào cái cành cây hoặc đụng vào cái dây ấy,
thì ta treo hai cái ống thịt hộp nó gần nhau này này. Thì nếu như mà đụng với cái dây hoặc đụng với cành cây thì hai cái ống thịt hộp, hai cái vỏ của cái ống thịt hộp này nó gõ vào với nhau, nó tạo ra tiếng kêu. Thì ban đêm các anh gác anh nghe được, nghe được, thì nếu phát hiện là phí là chứ đẻ đâu mà bắt. Đấy. Thế thì những cái vị trí nào mà thường thì chúng tôi bố trí là cái đoạn khoảng giữa của hai vòng gác hai bên, thì cái khoảng giữa đấy, cái khoảng giữa thì thường là cái người gác là không quan sát hết được, thì chúng tôi hay treo cái dây như vậy và treo hai cái ống thịt hộp như vậy. Mình ăn thịt hộp chúng tôi không bao giờ là vứt đi, để cái vỏ lại, rất là hiệu quả đấy. Đấy. Có một lần mà đơn vị chúng tôi giật mình suýt là nổ súng, một cái bầy khỉ nó đi qua. Bầy khỉ rất là nhiều chứ, cho nên là hắn kêu khóc đi, có phải mình tiểu đội tôi có đâu, các tiểu đội khác nó cũng treo cái ống bư đấy, kêu ông sửa công cái ông thịt hộp, bỏ thịt hộp đấy, kêu. Nhưng mà sau mai là phát hiện đó là khỉ. Chung có hôm đấy mà bạt đêm hôm đấy khoảng 12 giờ đêm khuya, đêm khuya cái đàn khỉ nó đi qua, nó đi vầm 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 nó kêu, nhưng mai bộ đội ta phát hiện được, không có ông nổ súng, rất là hiệu quả đấy. Thì tôi kiểm tra hết ba cái hố gác thì tất cả là tốt, không sao cả. Thì tôi mới nghĩ đến một cái chuyện là hay là liệu hắn có cái kịch bản giống như đợt trước chúng tôi đi chiến dịch một lần, đó là bị phí nó bắn đạn M79. Tự nhiên thì tôi lại nghĩ đến cái chuyện cái kịch bản của đợt trước có thể có xảy ra hay không. Thì hôm sau tôi sẽ kể quý vị nghe là cái trận mà đơn tiểu đoàn chúng tôi bị phí nó bắn M79, bị thương gần một tiểu đội cơ mà. Gần một trung đội bị thương do cái đạn M19. Chắc quý vị đã biết cái đạn súng M19 rồi. M19 nó dạng như cái pháo cầm tay á, cái súng gọi là súng phóng liệu. Cầm tay bắn đạt cầu vồng. Thì ở trong rừng, trong rừng á, thì thông thường á là hắn chọn các cái ngọn cây cao á, thì nó cóc M19 nó bắn cầu vồng mà. Nó cóc thì nó bắn về cối ngọn cây để làm cái điểm bắn, điểm ngắm, thì bắn vào. Thì hầm của tôi thì lại nằm dưới gốc cây, cây to mà cao. Thì tôi mới nghĩ bảo nếu mà hắn mà bắn M19 vào cái cây này thì chắc tôi không chết đâu. Bởi lẽ là đợt trước tôi cũng đã bị một lần nó bắn, nhưng mà hầu như là chỉ bị thương nhẹ thôi, không ai bị chết cả, nhưng cũng không lo lắm. Còn đang là mùa khô cho nên chúng tôi có cái đào hầm. Cái hầm của tôi nằm thì sâu khoảng âm xuống đất khoảng 40 phân. Thì chắc chắn là đạn bắn thẳng thì không làm gì được. Thứ hai là chúng tôi cũng ngụy trang rất là tốt, nên tôi cũng yên tâm. Thế nhưng mà cái run ở trong bụng nó vẫn không hết. Hôm nay tôi lo lắm, đêm đấy tôi rất là lo cực kỳ luôn. Sau đấy tôi không tài nào tôi ngủ, mà mãi đến tầm khoảng phải đến 8-9 giờ tối gì đấy thì bắt đầu tôi mới hết run. Thế tôi mới nghĩ bảo chắc là mình không có vấn đề chi đâu, chắc không có vấn đề chi đâu, đêm nay không có vấn đề gì đâu. Đồng chí dặn anh em là tăng cường là canh gác lên và chú ý. Chỉ sợ nhất là trong đi đánh phí, sợ nhất là cái anh gác anh ngủ, sợ nhất, lo nhất là cái anh gác. Chứ nếu bắn đêm ban hôm mà tôi không ngủ được thì tôi lại thỉnh thoảng tôi lại bò ra chỗ gác để xem anh em có ngủ không. Thế còn thế này chứ, cái đêm đấy cũng lay hoay thì tôi cũng ngủ được một chút, còn hầu như là thức trắng đêm. Thì sáng mai mới ngủ dậy, vừa ăn sáng xong. Thế thì đại phó là lúc đó là anh Thân, anh đi xuống, anh mới gọi tôi là giao cho đồng chí dẫn một tiểu đội đi lấy nước cho đại đội. Thế thì thưa quý vị là cái run hôm qua hắn lại trỗi dậy trong tôi, tức là tôi không còn run nữa. Thế nhưng cái linh tính nó lại mách bảo với tôi rằng hôm nay là chả có vấn đề với mình đấy, hãy cẩn thận. Tự nhiên linh tính nó mách cho tôi thôi. Bắt đầu là tôi cũng lo. Bảo ai? Phải chăng đây là điểm có thật? Tôi rất là lo. Thì tôi dẫn 9 anh em đi lấy nước. Để trước khi đi tôi là tiểu đội trưởng, tôi dẫn anh em đi. Thì tôi quán triệt cho anh em là khi đi á, là người khách người ít nhất phải là 10 mét. Thưa quý vị là tại sao mà lại phải 10 mét? Ở cái hôm trước tôi có kể cái câu chuyện là mà tôi đi đơn vị chúng tôi bị nhìn đói tới 15 ngày đấy. Thì tôi có nói là hành quân trong rừng thì tùy theo cái địa hình, tùy theo chỗ đâu rộng, rừng rộng thì đi thế nào, rừng thưa như thế nào. Miễn là thấy người nhau, thấy lưng nhau là mà đi. Đi rừng rộng thì đi dày hơn, mà rừng thưa thì đi thưa hơn. Nhưng ở đây chúng tôi là từ trên đại đội chúng tôi đi xuống suối lấy nước là có một con đường mòn duy nhất
đi từ trên đỉnh đồi đi xuống, chứ không phải đi trong rừng, đi trên đường mòn. Đấy. Và qua kinh nghiệm đông như của những anh em đi đánh nhau nhiều á, đi đánh phỉ nhiều á, thì cái đi thưa vẫn là cách an toàn nhất cho bộ đội ta để tránh bị thương vong. Đấy. Còn chốc nữa thì tại sao mà đơn vị chúng tôi lại thoát được thương vong, để tôi sẽ kể quý vị nghe. Thì tôi quán triệt anh em là cái điểm báo hôm qua thì anh em biết rồi, hôm qua nó rụt lắm, nói anh em bà như vậy, cho nên là phải thận trọng, mỗi người cách nhau đi ít nhất là cách nhau 10 mét, và tuyệt đối chấp hành kỷ luật. Đây là kỷ luật trong chiến trường nên tất cả phải chấp hành. Cái thứ hai nữa là phải hỗ trợ cho nhau khi đi hành quân, khi đi lấy nước. Nếu bị phỉ nó bắn thẳng đi đầu thì anh sau phải lên hỗ trợ ngay cho đi đầu, nếu bắn vào giữa thì số anh ra đường sau phải bò vào giữa để hỗ trợ cho anh ở giữa để đánh phỉ. Cái thứ hai nữa là đi vào, khi đi lấy nước là súng phải lăm lăm trong tay chứ không được đeo trong cổ, tất cả phải lấy súng ra khỏi tay. Đấy, phải ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thưa quý vị, là không biết sao nhưng mà một cái thằng phỉ nó nằm phục ở bên đường, hắn thấy bộ đội ta lăm lăm khẩu súng vậy chứ đòi muốn nổ vô mình thì chưa chắc đã nổ súng. Nói thật quý vị vậy, chứ lăm lăm súng trong tay khi nó cũng sợ, nhưng mà ta bộ đội ta chủ quan lắm. Thưa quý vị, là nhiều tôi đi qua, tôi thấy một số tiểu đội các cái đơn vị khác đi lấy nước, họ rất là chủ quan. Họ đi này, đi giày là một này, vừa đi vừa nói chuyện là hai này, rồi là tụng năm tụng ba lại ngồi với nhau hút thuốc, hút thuốc bọ, hút thuốc rê, nói chuyện, rồi lại đeo súng vào trong cổ chứ như thế là ở nhà mình không có địch chứ. Mà thưa quý vị, phỉ thì hắn phục ta, hắn bò lên hắn phục kích ta. Mà thưa quý vị, là đơn vị chúng tôi thì đơn vị tôi đi chiến dịch là 5 lần thì tôi tham gia 3 lần, nhưng mà phỉ mà đã bắn là chỉ có chết, không bao giờ có chuyện là nó bắn trượt. Nó cảm thấy nó bắn được chết ta nó mới bắn, và nó không phải nó bắn chứ bắn đại đi. Đấy. Đó là cái đặc thù của thằng phỉ như vậy, hắn đã nổ súng nên khi vào trong chiến trường chỉ cần nghe tiếng súng nổ của phỉ thôi. Phỉ thì vũ khí của hắn là chủ yếu là súng AR-15 các pin M-79 và một số cái loại súng tự chế bắn đạn ria, nhưng mà chủ yếu hắn vẫn là các pin và AR-15 của Mỹ. Và thưa quý vị, hắn bắn một phát một chứ không bắn liên thanh đâu, bắn một phát thôi, mà chỉ cần nghe một tiếng súng là chắc chắn có một bộ đội ta đã chết. Đấy. Cho nên cái việc mà hành quân mà sẵn sàng chiến đấu là cái đòi hỏi bắt buộc của người lính khi vào, khi đi tiểu phỉ, cũng như là khi hành quân trong rừng và ở vào khu vực có phỉ. Thì được quán triệt như vậy thì tôi đưa anh em đi, thì anh em chấp hành rất là tốt. Khi xuống đến máng nước, đi toàn bộ trên đường chúng tôi không bị gì cả. Đi xuống máng nước thì theo kinh nghiệm của tôi là cũng không cho người xuống lấy ngay, không cho người xuống lấy nước đâu. Ở dưới mang nước chúng tôi được biết là ở cái K9, cái tiểu đoàn 9 là có cử người canh gác ở nước. Nhưng thông thường đêm người ta các vị về ngủ, bộ đội ta về ngủ, sáng mai mờ mờ sáng đi xuống cái chỗ cái mang nước để gác. Mà thằng phỉ thì bao giờ nó đi trước, nó đi trước cái lúc bộ đội ta dậy kia. Nó ngồi từ lúc nào, lúc 3-4 giờ sáng đã đi rồi, nó ngồi đó, nên không tin lắm. Cho nên là tôi đưa anh em của chúng tôi, 9 anh em tôi đi xuống chỗ mang nước, tất cả nằm ở trên bờ hết, nằm tản ra nằm khắp đấy. Sau đấy chứ lần lượt từng người một xuống cái máng nước để lấy nước. Thì thưa quý vị, là 9 người, nhưng mà không phải chúng tôi lấy nước cho 9 người mà lấy nước cho cả đầy đội. Một cái ba lô của anh lính thậm chí có ghi đến hàng chục cái bình tông ở trong đó, hàng chục cái bình tông ở trong đó, tức là phải lấy cho cả đầy đội, bỏ một cái ba lô ở trong hùi. Còn anh nào mà không ấy thì là có 2 cái ống bương to như thế này này, dài khoảng hơn 1 mét, đeo sau lưng này, xuống dưới suối đấy lấy nước xong là gùi lên đem lên chốt. Đấy, thì tôi cho từng người một, chứ người này xuống lấy xong gùi lên, xong đó chứ thế lần lượt chúng tôi lấy an toàn, tiểu đội tôi hoàn toàn an toàn. Thì chúng tôi bắt đầu quay ngược về đơn vị, thì chúng tôi vừa lên khỏi máng nước mới được khoảng vài trăm mét thôi, thì chúng tôi nghe tiếng nổ lớn lắm. Nổ lớn tức là nằm một cái khoảng chừng, chúng tôi ước lượng tầm khoảng nằm chừng cái quãng đường từ dẫn từ trên đại đội tôi xuống cái máng nước khoảng 1 cây số, thì tức là cách chúng tôi tầm khoảng 500-700 mét, một tiếng nổ lớn lắm. Và sau đấy có nghe mấy loạt đạn AK của bộ đội ta bắt lại,
sau im lặng. Thế là chúng tôi bắt đầu cũng vừa gùi nước nhưng cũng vừa sẵn sàng chiến đấu, cũng đi hành quân đấy, với tư tưởng là quán triệt là đây này, lên đó nếu như phát hiện địch hoặc là cần phải hỗ trợ với đơn vị bạn để đánh địch. Đấy. Thì chúng tôi lên đến nơi thì mới được biết là một cái tiểu đội của K9. Tức là chúng tôi đi cũng hành quân qua qua cái chỗ đó thì chúng tôi không bị bắn. Thưa quý vị là khi chúng tôi lên đấy á thì tôi có bò ra hai bên cái chỗ mà phát ra cái tiếng nổ đấy, bò ra hai bên để kiểm tra. Thì mới phát hiện ra là như thế này. Cái thằng Phín rất là khôn nhá. Nó tính toán như thế nào này, nó tính toán làm sao mà cái sát thương nó cao nhất với bộ đội ta. Thì nói để quý vị mới thấy là nó tính toán như thế nào. Cái con đường đi xuống suối là nó thẳng như thế này. Nhưng đến cái đoạn đây có cái đường cong như thế này. Thì ở đây có một bụi cây rất là to. Cái cây cao nó to khoảng cái cây to tầm bằng bằng đấy này, bằng cái nhỏ hơn bằng cái phích nước á. Cao to to bằng đấy. Cao. Thì nó treo quả M72 bên chỗ đó. Thế thì cái đoạn đường đi như thế này này. Thì mắc cái cây này thì bộ đội ta phải đi vòng như thế này, qua cái cây xong đi xuống mới đi thẳng thế này. Thằng Phín treo quả M72 đúng vô chỗ cái đường cong này, này. Nếu quả thì cái quả M72 khi phát nổ thì sát thương đang được ba mặt. Ba mặt. Đấy, bộ đội tiểu đội tôi không bị nó ấn vì nó đánh bằng kiếp điện. Tức là quả M72 nó treo chắn rồi, xong nó kẹp kiếp điện vào, nó dòng dây điện từ cái gốc cây đấy vào bên bìa rừng khoảng 10 mét và nó nằm ở đó nó chờ bộ đội ta. Thì sáng mai chúng tôi đi qua, chúng tôi đi thưa. Thưa quý vị, chúng tôi đi thưa không bị. Vì cả cái tiểu đội tôi đi qua thì qua đó chỉ có một duy nhất có một người đi qua. Thì hắn không bấm cho cái quả M72 nổ. Chứ cái tiểu đội sau của cái tiểu đoàn 9 đi sau thì các vị lại đi dày. Không giữ cự ly. Tôi nghe nói là không phải là ba người đâu mà là tới đâu năm người ở cái vị trí đó. Đấy. Tức là cái đi ra họ đi đến đây thì họ đi quá dày cho nên là đến 4-5 người ở cái đoạn đường cua này. Thằng Phí nó nằm bên trong, bấm kích nổ luôn. Tức là quả M72 phát nổ thì tôi nhớ không nhầm là có hai đồng chí ta bị hy sinh tại chỗ và 2-3 đồng chí ta bị thương nữa. Đó. Vì khi chúng tôi đến là khi đến đó thì là mọi việc đã xong xuôi hết rồi. Chúng tôi bò ra tôi phát hiện là được là như vậy và thấy anh em mới kể lại là một cái tiểu đội của D9, của đơn vị D9, không biết là đại đội nào. Nhưng có một cái tiểu đội đi lấy nước đi qua đó. Ồ. Cái thằng Phì nó tính toán như thế kia mà nó không đơn giản đâu. Nó tính cái chỗ cái đoạn đường cong là cái đoạn nguy hiểm nhất. Đấy. Thưa quý vị như vậy. Thế thì qua cái việc đó thì mới thấy rằng là cái thằng Phí nó mai phục bộ đội ta, hắn chờ bộ đội ta đi qua. Chứ đánh nhân như thế nào? Cả một vấn đề. Thưa quý vị, hôm sau tôi sẽ kể cho quý vị tiếp là chúng tôi đi tiểu phí trong rừng như thế nào. Đấy, nó nguy hiểm. Mấy phí đánh như thế đấy. Mà đặc biệt là thử phí thì các quý vị là nếu ở ngoài bản thì ta thấy thế này, phí thì hắn cầm dao đi vô rừng thì hắn lại trở thành dân, nhưng cầm súng vô rừng thì hắn lại trở thành phí. Khó được khó như vậy chứ. Chứ ở đây hắn biết bộ đội ta chốt ở trên chốt và nó mò lên nó nằm nó chờ bộ đội ta để quả nó thịt o thế rồi. Mà cái nhu cầu nước thì ngày nào chẳng phải có nhu cầu nước, một tuần ít nhất phải cứ 2 lần đi lấy nước. Mà thưa quý vị là cả mấy con dốc như đấy, bộ đội ta thì cũng rải ra để gác. Đơn vị tôi cũng cử đâu 6 người chứ, 6 người để rải theo dọc cái con dốc đấy, dốc đi lấy nước đấy. Nhưng mà nó dài hàng cây số như thế thì người đâu rải cho hết. Mỗi 50 mét hoặc 100 mét mới có. Mới có một người ngồi. Thứ hai nữa là có khi rồi là như bọn tôi, như chúng tôi là đi và gác cái máng nước á, là tôi đi sớm lắm, mờ sáng tôi đi rồi. Nhưng có những ai trong khi 6-7 giờ với ăn sáng xong mới mò xuống đi chỗ gác để gác nước. Nguy hiểm như thế. Thì bộ đội ta mà. Nhiều lúc chúng ta không kiểm soát được vào trong ấy. Chốt thì đại đội nằm mãi trên đỉnh đồi. Ở giữa lưng rừng đồi là trung đội, ở dưới đây tiểu đội mà. Thì tiểu đội nào mà kỷ luật nó nghiêm thì anh em nó nghiêm. Nên mờ sáng là chúng tôi phải dậy nấu cơm, xong nắm cục cơm bằng đấy này. Xong đấy là đi gác cái chỗ cái đường đi đến nước. Ồ.
Thế nhưng mà lực lượng không 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 đủ. Cái thứ hai là thằng Phỉ nó chủ động hơn mình. Hai nữa là bộ đội ta đi vào đánh đánh Phỉ thì đánh ở trong cái địa bàn của nó thông thạo địa hình, nó sinh ra và lớn lên nó ở trong rừng, nó đi săn thú từ lúc bé kìa, nó nhanh như con sóc ạ. Còn bộ đội ta, ví dụ như tôi hôm đấy là trận đấy là tôi đi lần trận thứ hai, đấy, trận thứ hai, thôi thì các cái kinh nghiệm cũng có rồi, thứ hai mình cũng là chỉ huy tiểu đội nữa, thì kinh nghiệm mình cũng có, nhưng cũng có cái anh lính mới có đi có 3 tháng, lính trăm năm, lính trăm sáu mới vào vào trong chiến dịch là ngu ngơ lắm, chưa biết cái gì cả. Đó, thì thưa quý vị là cái tính nguy hiểm như vậy. Thì cũng nói với quý vị là đơn vị của tôi ở đó mấy tháng cơ mà. Trung đoàn rút ra xong rồi tiểu đoàn rút ra, còn có mỗi đơn vị tôi với một đơn vị nữa của tiểu đoàn là ở lại. Mấy tháng rồi mà. Thì hôm sau tôi sẽ kể với quý vị là tiếp nghe là cái chủ đấy. Thì cái kinh nghiệm đi trong rừng thì các vị mới thấy không ạ? Đơn vị tôi giữ nghiêm kỷ luật, đi thưa, không ai nào bị gì cả. Đấy cũng là một cái kinh nghiệm trong chiến trường thì không xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Đấy thì câu chuyện của tôi hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Hôm sau là xin được tiếp tục được kể với quý vị nghe những ngày tháng mà chúng tôi tham gia đánh đánh Phỉ ở khu Khoang Khẩu, tiểu khu 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn.